Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì đây, trên tay của mình đang là một cái mạch bấm sạc pin ha anh em. Đang là một cái mạch dùng để bấm sạc pin ha. Thì như anh em cũng biết rồi á, chúng ta sẽ dùng pin 18650, pin 21700 hoặc là pin LiPo á. Thì khi mà chúng ta muốn đóng nó thành cái khối, muốn đóng nó lại thành cái khối thì chúng ta phải hàn nó lại ha. Thì anh em có thể sử dụng mỏ hàn để hàn những cái xe pin lại. Nhưng mà mình nói anh em nghe là khi mà anh em sử dụng cái phương pháp hàn á, đôi khi anh em sẽ không hàn được vì cái cực của cái viên pin đó. Nó làm bằng cái kim loại mà hàn thiết thông thường nó sẽ rất là khó ăn hết anh em. Chưa kể đến cái việc khi anh em sử dụng hàn thiết, anh em hàn nó sẽ nóng và làm ảnh hưởng tới chất lượng của pin ha. Thì cái phương pháp hàn mà bấm đó, chúng ta sử dụng kẽm hàn, sau đó dùng máy bấm đó, nó sẽ mang đến cái hiệu quả cao hơn nha anh em. Thì đây mình không có máy bấm thì mình có một cái mạch gọi là mạch bấm sạc pin ha. Mạch này mình mua với giá khoảng 200k ha anh em. Đó, thì cái mạch này á, nó sẽ sử dụng với cái bình Accu 12V ha anh em. Đó, thì trong cái bộ phụ kiện của nó cho á, nó gồm có mạch bấm nè anh em. Đó. Rồi nó gồm có những cái dây nè, những cái dây điện có sẵn của nó luôn nè. Nói chung là nó cho anh em đầy đủ một bộ combo ha. Rồi nó còn tặng kèm thêm cái kẽm hàn cho anh em để anh em test thử luôn ha. Rất là ok nha. Thì và cái việc của anh em cần là anh em cần phải có một cái bình ắc quy nha. Ở đây thì mình không có cái bình ắc quy to, mình chỉ có một cái bình ắc quy xe máy như vậy thôi. Rồi ok anh em, mình sẽ tiến hành test thử cho anh em xem cái hoạt động của cái mạch này nó như thế nào hết anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì cái việc lắp ráp nó cũng khá là đơn giản anh em. Nó sẽ có hai dây in, nó có để in trừ là dây trừ, in cộng là cộng nè. Đó. Và out trừ out cộng ha, thì chúng ta chỉ việc lắp theo đúng như vậy thôi, nó đơn giản lắm anh em. Cái này mình cũng không cần phải nói gì cho nó phức tạp đâu, anh em làm nhìn cái biết ngay ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành nó, mình sẽ lắp nó vào trong bình ắc quy ha. Và xem cái cách hoạt động của nó sẽ như thế nào hết anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, sau khi anh em gáp nó vào á, thì nó sẽ sáng cái đèn xanh lên như thế này ha. Đây là mức thứ nhất ha. Đây là gọi là mức hàn thứ nhất. Anh em bấm một cái thì nó sẽ chuyển sang mức thứ hai ha. Nó sẽ kêu hai tiếng bíp bíp thì nó sẽ chuyển sang mức thứ hai. Em bấm tiếp một cái nữa, nó sẽ chuyển sang mức thứ ba. Bấm một cái nữa là sẽ chuyển sang mức thứ bốn. Và bấm một cái nữa nó sẽ chuyển sang mức thứ năm ha. Nó có 5 mức ha. Thì mức càng cao thì cái điện áp đầu ra nó sẽ càng mạnh ha anh em. Nó sẽ xả cái điện của cái bình ắc quy chúng ta càng mạnh ha. Thì mình thường á, mình thấy á, là chắc là hàn ở mức thứ hai là vừa ha. Anh em bấm cái nữa nó tắt luôn ha. Thì đây giờ mình sẽ mức 1 nè. Đó, giờ mức thứ hai ha, mình sẽ tiến hành mình hàn thử một đoạn kẽm lại với nhau để cho anh em xem coi cái gọi như là cái hoạt động của nó có ok không ha. Giờ mình sẽ lấy một cái đoạn kẽm. Rồi ok anh em, ở đây mình có một cái đoạn kẽm ha. Mình sẽ tiến hành mình bấm nó vào một cái cell pin nào đó thử coi. Để mình kiếm một cái cell pin cái. Rồi ok anh em, ở đây mình có một cái cell pin nè anh em. Cell pin này cũng cũ, cũng hỏng rồi, nhưng mà mình lấy để mình hàn thử ha. Mình sẽ tháo bỏ cái đoạn kẽm cũ nó ra. Rồi ok, mình sẽ tiến hành mình bấm nó ha. Mình bấm lên trực tiếp trên cái đầu xe pin ha. Cái cách thức hoạt động nó cũng dễ lắm anh em. Anh em chỉ việc dí hai cái mỏ vào thì nó sẽ tự động nó kích nha, nó tự động nó kích luôn nha, chứ chúng ta không cần phải làm gì hết. Đấy, yếu quá, bình ắc quy này yếu quá anh em. Đấy, nó hàng không dính nổi. Anh em kiếm cái bình ắc quy nào to to ha, dòng xả lớn ha, thì con nó mới dính nổi ha. Ắc quy này quá yếu, nó không đủ sức để nó cháy được cái mối hàng xuống ha. Mình sẽ tăng mức lên, nó tăng lên mức 3 đó, hy vọng mà nó sẽ hàng nổi ha. Bình này quá yếu, mà mình bữa mình sử dụng cái bình ắc quy 200A, hàng tít lắm. Hàng không dính nổi anh em ơi, bình ắc quy này quá yếu anh em ơi. Thì với cái bình ắc quy mà nó mà đủ mạnh á, cái mối hàng chúng ta nó sẽ cháy rất là ngon nha. Tại vì mình cũng test thử rồi. Em đừng có thấy mình làm này thấy bảo cái mặt này không êm ha, mà thật ra tại cái bình ắc quy xe máy của mình nó xả quá chịu yếu này, xả yếu lắm. Còn anh em mà xài cái bình ắc quy to 7,5A rồi đó, nó sẽ im hơn ha. Thì nó không ngấu nổi mối hàng này. Thì mình ở đây mình làm để cho anh em coi vậy thôi, mình làm thử cho anh em coi vậy thôi. Đó, chúng ta chỉ việc dí hai cái mỏ vào ha, dí hai cái mỏ vào thì tự động nó sẽ bấm lại ha, rất là ok luôn nha anh em. Thì vậy tại cái bình ắc quy này nó yếu nha, chứ bình ắc quy mà mạnh là nó ok lắm nha anh em. Rồi ok, thì mình chỉ giới thiệu cho anh em về cái mạch này như vậy thôi. Và em có nhu cầu mà cần mua thì chúng ta có thể tìm trên Shopee đồ hoặc là Lazada ha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha, và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau ha. Tạm biệt, đừng quên subscribe nhé. Rồi ok anh em, thì mình đã dùng một cái bình ắc quy 7,5Ah ha anh em. Mình đã dùng cái bình ắc quy nè, lo be 7,5Ah, thì em nói hàng rất là tít luôn nha anh em, nói hàng im lắm nha. Ok, mình sẽ làm cho anh em xem thử với cái bình 7,5Ah ha. Rồi ok anh em, thì anh em mua mạch này đi, mình thấy nó xài ổn lắm anh em, hàng rất là ngon luôn, mà giá thì quá rẻ luôn anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok. Đó, đừng cho nó cản cái tay của em. Cũng vậy thôi, về tua lại. Ra khối luôn thì ghê quá. Cầm luôn đi anh. Tắt chưa? Cầm đi. Đó, dính ngon lành ha. Ok. Tắt chưa? Ok.